Thăng Long Travel xin giới thiệu tour tham quan 2 ngày vào dịp lễ Martin Luther King nhằm ngày 16 và ngày 17 tháng Giêng năm 2016. Hãy đến với thành phố Reno rực rỡ ánh đèn màu casino, thành phố được mệnh danh là The Biggest Little City in the World. Quý khách sẽ tham quan bờ hồ xinh đẹp, thơ mộng Lake Tahoe, một trong những thắng cảnh của miền núi Nevada huyền ảo. Du khách sẽ có giây phút thơ mộng và lãng mạn tại bãi biển xinh đẹp The King, biên giới của Nevada và California. Khám phá trò chơi trực tuyết thú vị tại Squaw Valley, nơi diễn ra Thế vận hội Olympic mùa đông 1960. Đặc biệt, quý khách thưởng thức món tôm hùm trứ danh tại Boomtown, các show biểu diễn siết hấp dẫn, hài hước tại khách sạn Circus. Giá vé 150 Mỹ Kim bao gồm khách sạn Cerberus ăn sáng. Điện thoại 408-901-9000. Xin gọi Thăng Long Travel 408-901-9000. Số vé có giới hạn, vui lòng liên lạc sớm, sau ngày 1 tháng Giêng vé có thể cao hơn. Thăng Long Travel phục vụ quý đồng hương tận tâm, uy tín và chất lượng.